Kiến ở đây mình không có treo là hết gì. Kiến này. Mày không ai dám xuống chứ. À, đây thì cô bác anh chị là cái phòng của chị Trang với anh Phương ở đây á. Thì bây giờ là không có một ai mà dám bước vô cái căn phòng ở đây hết. Thật sự là nó rất là lạnh lẽo luôn. Nãy là Phong cũng rất là muốn đi vô nhưng mà có một mình Phong thì không có dám. Thì khi mà chị Hai á, thì nói là vô đây đi dọn dẹp lại. Tại vì bây giờ nó rất là trường, nó rất là bề bộn như đây luôn. Phòng này nó hầm ghê chị ha. Không có điện mà không có máy quạt, không có gì hết trơn đó. Bắt điện ở ngoài thì nó sáng vô trong vậy chứ không có điện, không có gì hết trơn. Không có bóng đèn mà không có điện, không có kéo bóng đèn gì hết trơn. Dạ. Không có vui gì hết. Tại vì không ai dám vô hết trơn.
cái phòng mà để u ám quá cũng đâu có tốt đâu. Không ai dám vô mà dọn dẹp hết trơn. Này đồ của cha nó. Này đây không nhà? Hả? Ừ, chiếc lại gọn, trời ơi cái phòng gì mà thấy nó lạnh luôn. Ô, vô cái bài được. Ủa, lại qua ông bài gì, ai dám vô đây mà bài. Đi vô ba đồ, có gì đâu, biết. Nó đâu có vô đây đâu. Nói ngoài, vô bút lên, cô bút không biết. Không có ai nghe trong quần áo của nó làm sao kìa. Để làm sao, để làm sao, thấy không? Dạ. Ôi da chị ha. Hả? Em da trước nha. Rồi ra chị ở cứ đi chị dọn cho không sao chị không có gì á. Dạ dạ. Chị vô đây chị dọn dẹp cho em chị là nó không gì đó. Dạ dạ. Thôi đi nha. Để chị dọn cho em vậy đó. Dạ dạ. Có mấy chuyện là nó tới luôn à. Có gì đâu. Phong Nguyễn xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị kính mến. Hiện tại thì Phong cùng với mấy anh em với các sư thầy ở đây á thì cũng tới mang một cái ngày mà tuần cúng thứ tư của chị Trang của bác anh chị à. Ở đây á thì cũng có số ếch với số cá ở đây cũng đem vô hồi chiều là mấy anh Út với anh Ba cũng bắt vô xong hết rồi. Ở đây là tới 600 con ếch với 3 kg cá rô của bác anh chị à. Thì sư thầy cũng đang làm cái buổi lễ đang chuẩn bị chút là sẽ đem những con cá này sẽ ra đi ra ngoài cái sông lớn ngoài cái bờ sông rồi kia để tới lúc đó thì Phong sẽ ghi lại những cái đoạn hình để chia sẻ cho cô bác anh chị. Thì theo chia sẻ của gia đình á thì bữa ngày 19 tới á thì lúc đó thì gia đình sẽ tiến hành mà sửa chữa những cây cột xuyên tâm ở trong ngôi nhà này và những trên cái mái nhà này có như một cái kèo thì sẽ làm lại từ ở ngoài vô trong của bác chị ạ. Bữa nay nó có tâm nguyện để nó thả số ếch và số cá này cho mẹ nó để đem về nơi an nghỉ là về bố về Phật cho nó nghỉ ngơi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô hỏi thông lễ đức địa tạng tam bồ tát. Nam mô A Di Đà Phật. Cô đào hả cô? Nguyện thọ diệu Yeah.
Là chuẩn bị đem khá giao ngoài cái sông lớn ngoài kia phóng sanh đó cô bác chị ạ. Nãy giờ sư thầy cũng đã đọc gần xong cái buổi lễ mà cầu siêu, cầu an cho chị Trang ở đây và cho gia đình. À, đi bến đò xa đi cho nó ra sông lớn cho nó sống đó chị. Đi rồi thầy đi xe chứ giờ không đi hả? Tự mình đi ra. Phóng thanh chỗ nào có đồng ba cái nhân cho đó. Thả đâu à nó? Bây giờ thì Phong Nguyễn cùng với sư thầy với mấy cô chú ở đây sẽ đi ra ngoài cái bến đò để thả cá phóng sanh đó cô bác anh chị ạ. À, phóng sanh cho hương linh cũng được giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Tự do tự tại rồi đó, tự do rồi, giờ mình giải ngay ngay chảnh vậy. Cái phần cá còn lại sẽ lấy xe chở đi nha quý vị. Giờ thì Phong sẽ cùng với anh Ba với anh Út ở đây
để đem cái số cá còn lại ra ngoài cái con sông lớn ngoài kia kìa. Tại vì thả ở đây một ít rồi đem ra ngoài kia nhiều hơn đó các bác chị ạ. Rồi để lên thùng không rồi. Bỏ nhà đi mà đi ra cầm nó, cầm nha, bổ cầm luôn. Bây giờ cá là cũng đem ra ngoài cái con sông ngoài kia của bác chị ạ. Giờ cũng rất là tối rồi. Giờ là cũng 8 giờ mấy rồi nhưng mà cũng tranh thủ đem ra ngoài kia thả. Nhẹ người không chị ha? Chị cũng mất nhẹ tay gì? Này cháu chị nó nuôi là nó không biết nữa. Dạ. Nghe cái cô bên Canada nói vậy, cái nó nói con vậy, cô nói vậy con sẽ gửi này là con sẽ tới mai mà cần cho mẹ con, là con sẽ phóng sanh cho mẹ con. Dạ. Thì cũng gia đình mình cầu nguyện phóng sanh thì mình cầu an cầu phước cho chị Trang sớm được siêu thoát về với cửa Phật ha chị ha. Rồi cầu cho gia đình được nhiều sức khỏe may mắn đến ha chị. Cũng qua nay cũng cầu cha ơi, con nó mẹ nó thả con cá phóng sanh nhờ ớt con được siêu thoát. Dạ. Dạ thôi thì chị hai cũng bớt đau buồn lại ha chị hai ha. Thì mọi việc thì cũng đã xảy ra rồi thì chị bớt đau buồn lại chị ha. Dạ. À, cũng như là mình xúc động đau buồn quá thì chị Trang cũng liên tiếp không siêu thoát được á chị. Dạ. Mà chị nói sao chị tủi chị chảy nước mắt vậy chứ chị? Thương em chị, mà chị nói là chị phải tủi, chị phải chảy nước mắt. Dạ. Nhờ mấy em mình về mà đứng bên chồng không ai lên đó. Chị thấy chị tủi vậy. Dạ. Xây à, hôm trưa thì ba anh em cũng ghé bên anh Phương thì cũng được nghe nói gia đình chia sẻ là vết thương của anh Phương chưa có đi được á, cho nên trong cái ngày cúng thất thứ tư thì anh Phương cũng có lên thắp cho vợ một nén nhang được. Dạ. Hồi nay ở đây chị em làm ở cũng một tầng cho Trang được nay 4 tầng rồi, mà con nghe chị cô ở bên nước Canada nói vậy nó nhớ vậy con mừng lắm, con sẽ đã này cho mẹ con hết một dèo này luôn, con nuôi ổng là con trả hết cho mẹ con được siêu thoát là con sẽ thả hết. Dạ. Cho mẹ con được về trời nó nói. Dạ. Gì á, hai đứa cháu nói là đứa cháu đồng ý liền luôn á. Dạ. Vậy rồi thì chị mình vô trong để nghe. Em cũng rất cảm ơn mấy cô mấy anh mấy chú bác rồi mấy em rồi cũng rồi mà đến đây là giúp cho gia đình em. Dạ. Dạ, đó, mình mời cho chị vô trong. Dạ, dạ.